38 tuổi, thiếu nữ không may mắc một căn bệnh lạ. Theo như video trước, chị đã phải trải qua những lần thập tử nhất sinh. Cho đến nay, những chai nước nóng được đun sôi cũng là chiếc phao cứu sinh duy nhất giúp chị có thể duy trì. Liệu rằng sẽ có cách nào đó giúp chị? Mong quý khán giả gần xa đóng góp ý kiến để chị sớm quay lại cuộc sống bình thường như bao người con gái khác. Và cũng là ước mơ duy nhất của chị, nhìn chị rơi những giọt nước mắt vì hiểu được cảnh cha mẹ già ở tuổi được con trăm nom nhưng phải thức khuya, thức hôm lo cho chị. Thật sự khiến hàng triệu trái tim phải rơi lệ. Chào bà, chào ông. Dạ. Ông bà là người đồng bào Khmer hả? Dạ. Đồng tộc Khmer. Dạ. Ông bà biết tiếng Việt nhiều không? Biết cả tiếng Mông. Dạ. Sao mà con thấy ông muốn khóc vậy? Con bình. Con mẹ mắc chân. Con bình như tôi. Cứ gặp câu chuyện thôi. Không biết. Con bệnh nhiều, tôi nói nhốt được. Con bệnh nhiều. Tôi nói con làm không. Là muốn chia sẻ cái bệnh của con mình. Dạ. Mà nói không được. Dạ. Trời ơi. Ông bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 42. 8 mấy rồi, trên năm 42. Ừ. Trên năm 42, 8 mấy rồi chị? Ừ. Trên năm 42, nãy năm 1. Trên năm 51. Là chị đây là người mà muốn mẹ để chuẩn bị quan tài đó hả? Dạ, tại ông đứa nó con. Dạ, con đi ra. Cũng nhiều quá. Người ở mấy ông cũng là thảo mộc rồi, ông sống sẵn chị. Không sẵn quan tài chị? Dạ rồi, gia đình không có tiền mua. Trên thì không có tiền mua, thì mua làm luôn. Cây mà những đúng làm. Dạ, tao quan tài là quan tài. Cái này đó ông hả? Đây cái nhà cha mẹ lớn tuổi khi mà con lâm bệnh nặng thì ngày mà Bibin mới nói cái nhà là chị chấp dắt đi 2 ngày và sau khi 2 ngày đó thì chị tính lại thì bố mẹ đã chuẩn bị một cái quan tài sẵn như thế này cả nhà. Có tiền thì chú làm cho con thấy. À, không có tiền. Yeah, không có tiền làm cho con thay đi. Chứ tụi làm cho sang sang mắt đi con. Thôi. Mà chị còn sống đây mà làm con tài chi? Mà yếu, yếu mặt dơ hai dơ. Yếu mặt dơ hai dơ thức lên. Tự đi chăm thịt, chăm chị gái nói thì đi vô bệnh viện. Xỉu cỡ. Vô nước biên, biên vô. Đây cái nhà. Hồi trước là chị có ốm như vậy không? Chị còn nhắc cô chị cái này là gì? Hai chai nước của chị ôm ngủ đấy hả? Đâu em con nè. Nó cũng còn ấm ấm nè. Là phải ôm trên hai chai nước này để cả ngày lắng đêm luôn hả? Trời ơi. Đây cái nhà này, chị ôm hai chai nước rồi. Chị ôm như nào? Chị ôm cho em xem với. Này lạnh. Lạnh đôi, lạnh đôi. Cái này là gì? Cái gì nóng như vậy? Lạnh mới đổi. Nước này lạnh mới đổi. Dạ. Là liên tục thay liên tục vậy đó hả bác trai? Dạ. Ôi trời ơi. Ôi nóng như trời. Nóng vậy chị sao nổi chị? Có khi nóng phỏng cái tay luôn nè. Đâu? Ôi phỏng luôn kìa nha. Mà không ôm là không được hả chị? Nó lạnh, không ôm không được. Sao kỳ lạ cái nhà, biết căn bệnh này như thế nào cái nhà? Không biết, sợ lạnh thì không xương gá gì. Nó lạnh hai cái dây này, không sao nè. Dạ. Thì mình không ôm được. Tối tối thấy mưa lại là kêu ổng. Ổng mưa cũng kêu nữa. Đốt, trụng lửa ở dưới giường. Đâu em dẫn, chị dẫn em xem như cái gì đâu. Đâu. À, đốt than dưới giường giống như là mình chăm sóc đồ đồ vậy hả? Rồi tổng đi. Đây nè. Chị tối ngủ đây hả chị? Ngủ đúng. Nhưng mà có một cái mà nó trái vô. À, để ngồi thôi à, chứ không có để. Ôi trời, cái nhà khó khăn cái nhà. Chỉ đốt một bóng đèn thôi, để buổi tối thôi chứ không có dám đốt điện luôn. Đang cái trái vô trong này. Ôi trời, tôi thui vậy hả? Rồi đốt than vậy đó. Bố mẹ lớn tuổi như vậy là bây giờ phải chăm sóc cái con. Khổ thiệt. Thấy khó sống không muốn nghĩ mà
vậy. Nhớ ngồi, có khi ngồi một mình nhớ biết mình kiếp trước làm sai gì mà kiếp này thành ra ba mẹ. Ba mẹ cái thằng đem vậy chăm sóc mình, nấu nước cái khuya nó khôn luôn mà chị. Bây giờ nghĩ tích cực cái gì, nghĩ tích cực tí mà lạc quan, biết đâu nó may mắn đến với mình, với sức khỏe lại, rồi chăm sóc bố mẹ chứ mà chị buồn rầu nữa, bố mẹ còn cực hơn nữa. Chết mà chết cũng không được, không muốn hành hạ ba mẹ như vậy. Vậy là hàng đêm phải ôm nước, là ban ngày cũng ôm nước luôn. Không biết hồi nào nó hết cái này. Bác sĩ nói sao khi chị đi khám? Nói mình là suy nhược cơ thể, mình kiệt sức quá vậy đó. Suy nhược cơ thể kiệt sức quá mà thận mình còn thiếu nước của hồi trước chị có đi làm không? Con mình đi làm thành phố được 5-6 năm, mình làm được gì phát bệnh bao lâu? Bệnh là lâu rồi, nó cứ vậy vậy hoài, nó cứ lúc đó mình còn đi làm được, đi ra ngoài được nữa. Bây giờ đúng vậy. Hay là không ăn uống gì nó suy nhược. Suy nhược gì mà ăn, chết lâm sàng ở nhà, chết lâm sàng mà gia đình tưởng mất rồi đấy. Thì xỉu vậy đó, ổng sợ mất đi, không có gia đình, không có gì đó. Ổng biết đóng rồi, ổng đóng luôn. Chị năm nay nhiêu tuổi, chị tính gì chị? 38. Chị tính gì chị? Sốc lông. Hồi trước là gia đình của mình một mình chị hay sao? Ba đứa, mình anh chị đã cưới đi làm ăn hết rồi, còn em ở với ba mẹ. Hồi trước là chị đi làm với ba mẹ, chị có chồng con chưa? Không, không lấy, tại không nghĩ tới, tại mình ốm yếu, không có sức, bệnh hoài, không nghĩ tới. Trước chị lên thành phố chị làm nghề gì? Ngày mai. Công ty mai. Có khi một mình nhớ ngày là còn ba mẹ, nếu mà không còn ba mẹ em biết sao nữa. Em thấy chị cũng đẹp mà sao chị cưới chồng đi? Bởi bệnh hoài, mình ốm yếu, làm gì không được nữa, bởi ông nghĩ tới. Bị mấy năm rồi? Lâu năm rồi mà. Bị hồi nhỏ giờ luôn hay sao? Hay là trẻ không? Hồi nhỏ cũng có bệnh, bệnh hoài hồi nhỏ. Ông đi bệnh viện hoài. Hồi nhỏ là bệnh nhức đầu muốn ối. Lúc mà trở nặng như ngày hôm nay là chị bệnh hồi mấy tuổi? Không, hồi mà mới vừa mà được hồi xưa mà ngưng đi làm đó là bao nhiêu tuổi? Hai mấy tuổi là ngưng đi làm, là bố mẹ cứ chăm sóc như thế này hoài luôn, ngày nào cũng chăm sóc. Hai mấy đi làm được 5-6 năm rồi, về tới bây giờ cũng phải được 10 năm không? Không, bệnh hả? Bệnh thì nó cũng vô 10 năm mà cái lúc đó là mình còn đi được, mình uống thuốc, uống gì á. Lúc mà mình không đi được nữa là như thế nào? Mà mấy tuổi? Không, đây nè là 6 tháng. 6 tháng rồi hả? Mới được bị đó. Trong nhà. Mới bị thôi hả? Ừ, bị nào đi không được, đi ra ngoài không được. Trời ơi. Trúng gió, trúng mưa không được, lạnh. Em nghe nói gì sợ nắng nữa hả? Nắng thì không có sao mà sợ mưa với gió lạnh á. À, lạnh nhúng xương á. Không biết bệnh gì mà khác. Ê, Lan ngồi xuống nha chị ha.
Mà ở đây là hiện tại là chị thấy lạnh đó hả? Thì bây giờ thì chị thấy mọi người sao? Nó đỡ chút rồi nó lạnh, nó lạnh. À, nó lạnh như thế nào chị có thể miêu tả cho tôi chị được nè. Trong xương da, không phải nó lạnh xem chút chút gì đó ra chút chút đó. À, lạ quá, cả nhà biết cái bệnh này như thế nào thì cả nhà hãy comment bên dưới tìm cách có thể là giúp đỡ cho chị ở đây. BB cũng nhớ tiếng người đồng bào như thế nào, tên thì như thế nào mà cả nhà có thể giúp cho là bị nặng là mấy 6 tháng nay. Chăm sóc không. Nấu nước ổng ngủ không được. Là nấu nguyên đêm luôn hả? Ừ, à, không hả? Có khi cũng nấu nữa. Ui, nấu sáng nấu tối cũng nấu. Sáng nấu tối cũng nấu luôn. Dạ. Lạnh đôi cho, lạnh đôi cho. Ta sư còn chết đi khóc hết nói. Dạ, khổ nhất là ông bà lớn tuổi. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? Bà 74. 74 tuổi? Dạ, 74 tuổi, năm sáng 74 tuổi. Trời ơi, nhìn hai ông bà rồi. Yêu ớt lắm rồi á. Yêu ăn cơm, bà ăn chen chọc nhỏ nhỏ. Vì con nghe hàng xóm chia sẻ là ông bà ở nhà ăn muối gạo thôi hả? Chứ không có ăn gì hả? Không có tiền ăn hả? Chứ con cái không gửi tiền về, hai anh chị lớn không gửi tiền về hả ông bà? Cho con gái nào thì sẽ hết cho chút chút. À, cho chút chút gạo bà đồng gì đó. Hết gạo con chào mua ông ca tiếp. Gạo tiếp. Tiếp gạo thằng nào cũng tiếp gạo. Gạo cho tôi nấu ăn nước mắm gạo. Nhà nước ít khóm chẳng sẽ. Như người nhà mình mà chưa mất thì mình để quan tài có để có sao không ông? Yêu hết tôi không có tiền, yêu mặt. Không có tiền hả? Dạ, con nói con chết nó yêu 1 giờ 2 giờ mặt chụp lên chụp mặt. Sao tháng. Dạ, sao tháng bây giờ? Để lúc trước để đi được, làm tìm được. Dạ. Nấu nước Nga luôn, yêu luôn. Luôn đi bên kia. Coi tiếp mà không bớt, mà yêu luôn. Dạ. Bây giờ như thế này này, hiện tại em đang chia sẻ lên cũng sẽ có rất nhiều của chú anh chị xem video này. Thì cái căn bệnh của chị như thế nào thì có thể miêu tả rõ ràng lại cho anh chị được biết. Là khi mà chị đi khám, bác sĩ chị nói là đơn thuần là chỉ là thần thiếu nước và suy nhược cơ thể thôi. Mà khiến chị nặng mấy ngày kiểu như là chị đã từng là hôn mê, kiểu như là chích đứng ấy, chích kiểu là chị lâm sàng, chích lâm sàng á, xỉu á, xỉu đi làm ta sợ mình chết đi đó, ba mẹ sợ con chết tội gì ổng lo lắng vậy đó. Xỉu hai lần, xỉu ở trước đó một lần ổng lại khiêng vô nhà rồi đi vô biển nhà ta xỉu một lần nữa. Ta tưởng ta cung người tự nhiên chết ở nhà ta cung bác sĩ, ổng nó cũng làm bác sĩ nữa. Tưởng chết nhà ra nữa sợ, mà trước khi em xỉu là cũng nhớ nữa, sợ chết nhà ta nó mất công ta gì đó. Đúng rồi, có ăn uống được không chị? Như bệnh như vậy có ăn uống không? Được chút mà. Ăn cho thịt cho sống vậy đó. Ăn cháo, ăn cơm chút. Không được nhiều. Cô còn nói bây giờ nhờ cộng đồng mạng này nó coi như là nhà hậu tâm á. Nước trong nước ngoài gì có gì giúp đỡ gia đình ổng. Hoàn cảnh như thế nào cô? Hoàn cảnh của ổng thì nói chung là ổng hồi đó thì đang có sức làm sở thợ mộc nè.
thì ai đưa chị lại ổng làm nấy. Thì giờ ổng cũng yếu lớn rồi, ổng bệnh tim nữa. Rồi bà nhìn đó là bà đâu có mang được cái gì nhìn bà này đó. Rồi con của ổng cũng thì nó bệnh nó ngay mấy tháng này là coi như là nặng, đi không nổi nữa là ở đó. Không có thuốc men gì hết trơn, chỉ có hút thuốc nam uống thôi. Cơm có ngày không có mà ăn nữa, kiểu như là trời khổ lắm. Khổ gì khổ ghê, không có ăn được. Không có ăn, kiểu như là nói chung là mình được cái gì, ổng vót vét mình được thì có gạo đồ thì ăn. Ăn đồ ăn nói thiệt con, trời ơi. Nhiều khi cái gì tầm bậy tầm bạ ăn cũng xong, có gì ăn đâu. Nhiều khi cô đặng mấy đứa nó nấu đồ ăn này nó dư, đưa lại cho. Rồi đi hoài gì. Như cái chị đó là hôm trước là bà con trong xóm tụ lại là tính là làm để tang cho chị. Là nói chung là nó hôn mê hai ngày, như là tưởng nó chết mà sau nó tỉnh lại, nó sống, nó là tỉnh lại đó. Hôn mê hai ngày. Hai ngày. Ông đóng cái hòm sẵn đó kìa. Ghê vậy cô à? Có, đó. Cái hòm đang ở đó chị. Yeah. Kiểu như là khi nào nó mất thì có như liềm đó, thì người dân tộc người ta đi thiêu. Không có trốn như mình đâu. Mà nói chung là mấy người dân tộc là ta không có, nó kiên cử như là người Việt mình đâu. Đóng để sẵn nó không sao. Nó lại nó trối về cô, trối chết không. Nói thôi bây giờ số phận thì phải chịu đi. Chứ sao giờ cứ đêm niệm Phật rồi thì chứ biết sao giờ. Trời quá trời lại thì nó hai ba ngày đi lại, hai ba ngày đi lại. Mới hồi hôm qua đi lại kêu đi làm cái gì kiểu như chạy điện này dưới này nè, không biết có đi hay không, không biết nè. Hồi sáng mới động chờ đi. Khổ gì mà khổ quá trời khổ, nhìn bà là biết rồi, coi kìa. Yeah. Bà xưa giờ cô có thấy kiểu giống như ai mà bệnh giống chị này không cô? Không, không có ai thấy bệnh không giống đâu. Nó lạnh mà nó cứ nấu nước nó ốm trong mình nó không à, ốm sáng đêm đó, tối ngày hết cái này ngồi để đổ ra cái mua nấu cái khác để lên. Ổng ba mấy lần này là thức sáng đêm cái về nó. Nấu sôi á, nấu nước sôi rồi vào đâu để trong cái chai cái về đâu ốm. Móng có nó lạnh dữ lắm, lạnh rung. Bệnh lão thôi. Bệnh lạ dữ lắm, không biết cái bệnh gì không biết, mà tiền bạc đâu có đi khám mà biết bệnh gì đâu. Mỗi ngày bây giờ ổng đâu có làm được cái gì nữa. Mỗi lần ta đưa đồ lại, lâu lâu ta đưa giáo đồ gì lại mà cho vài chục ngàn gì đó. Nhưng mà chỗ chị này là trước đây là chưa có gia đình, chỉ là một thiếu nữ thôi cô. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Hồi nào bây giờ cũng có gia đình, năm nay 38 tuổi. Dạ. Nhưng mà tự nhiên là suy nhược cái suy rồi. Suy nhược cái rồi phát lên dạ. Bệnh gì mà không biết bệnh gì. Mọi lần thì nói chúng đáng khỏe thì đi vòng vòng con xóm chơi được. Yeah. Giờ coi như mấy tháng này là nằm đó, đó không có đi đâu được nổi nữa. Chút gì thôi. Thì bây giờ là cái áo quan trong kia là ba với mẹ chị cũng vẫn để đó để chuẩn bị luôn chứ. Giờ là không biết xử lý khi nào luôn. coi như là tắt thở là đưa nó, coi như liềm là đưa đi thiêu. Yeah. Giờ ông làm sẵn đó đó. Ổng thì thờ mộc, ổng biết đóng cái này cái kia ta đưa lại cho ổng đóng gì đó. Thì ổng làm kiếm dám mỏng này cái ổng đóng sẵn để đó. Nếu như mà ngày hôm trước mà sau 2 ngày đó mà chỉ mà không tỉnh dậy là chắc chắn là điều là phải cái liệm rồi. Rồi phải liệm rồi thì coi như nói chung cùng chòm xóm rồi súng nhau lại, người nhiều ít thì cho rồi coi như này kia cái nồi gì để mà ấy về làm sao vậy. Nên thấy con nghĩ thì cái bệnh này là do mình không có ăn hay là mình nói chung là không biết khi nào đi khám, khi nào thì cũng không biết. Mà về hỏi nó có đi khám lâu rồi, người ta kêu là bị thận này, cái bây giờ là coi như là kiểu gì ăn uống có bồi bổ gì đâu mà tiền đâu mà ăn uống. Trời ơi, mỗi ngày thôi thấy ăn, người dân tộc biết sẵn này ăn dễ lắm, có cái gì cũng ăn được hết trơn, muối đấm với ớt cũng ăn qua ngày gì đó. Chứ đâu mà nói có tiền đâu mà ăn, có tiền mới ăn được chứ, không có tiền sao ăn. Nhưng mà chị trước kia là cũng có đi làm công ty với cô. Nói chung là hồi cách đây cũng lâu rồi có đi làm công ty. Yeah. Một thời gian này cái bắt đầu mới kiểu như là trong mình không được khỏe, kiểu như yếu mà ấy đó. Yeah. Để người ta cho nghỉ, không có đủ sức khỏe, về nghỉ lâu lắm rồi.
Rồi, hồi đó tới giờ thì cùng ở nhà cơm nước chút đình trong nhà gì đó, không có mang cái gì đâu. Bây giờ bắt đầu phát bệnh ra nằm đó. Tội nghiệp à. Như nghe mà chuẩn bị quan tài là mình đau như người mình đây. Bởi gì mà nó nói cô bà chắc con chết rồi nè, thôi cái chết là cái phần con ơi, thôi kệ, đừng có lo sợ cái gì hết trơn á, đêm đêm đừng có lo cái gì, nó con nằm thấy tầm bậy tầm bạ quá trời, nó mày yếu trong mình á, mày nằm thấy gì giống có gì đồng viên nó nói thôi đừng có ấy, không có đóng cái đó thì nói chung cũng nói mà nó cũng biết, nó nói cha mẹ thì khổ coi như là không có. Bây giờ coi ổng đóng sành, nếu mà con có chết này thì coi như là lên đi theo thôi, mà con biết. Thì là từ ngày mà chị sống vậy cho tính nay á, thì chị có thường kể cho trường sớm là nghe là lúc mà chị ngưng thở gì, chị có gặp nãy kia không cô? Nó không biết, không biết hồi nào, không biết là khả sao tỉnh dậy với khi hôn mê đâu, không biết cái gì hết trơn á. Mới hồi năm qua này mày hôn mê thì mày có nhớ gì không, có nhớ cái gì ở đâu, con có hay có biết gì đâu, sao tỉnh lại gì chứ không biết nữa, con cũng không biết nữa. Mất cái bệnh gì trời, bệnh ái em thấy ngồ ngồ, kiểu như là lành mà kiểu như là không khỏe ấy đâu, kiểu như phải ốm mà ốm cái chỗ nóng đêm, bây giờ quạt cái nồi than đó để bên dưới bếp, bếp lò than để bên dưới giường cho nó nằm, rồi cùng nấu nước ôm gì chứ thực đâu mà sáng đêm được, hai người thực hoài cùng đuối. Trong đèn điện thì đã có tiền để trả kiểu cái bông đèn đâu, kiểu này ấy thêm cái bông đèn đằng sau đi, nó trời hảo điện không có tiền để có con cả nhà để hình nhất với một cái bông điện gì đó. Có như là bệnh của chị này là phải ấp giống như là mình ấp trứng vậy đó. Đúng rồi à? Đó, đúng rồi. Con bữa đó nè cô không hay, cô đi lại cái thấy nó ốm nước trong mình, ủa mày ốm cái gì à? Con trời ơi, con lạnh lắm cô bà ơi, con phải ốm cái nước này con chịu mới nổi. Để mày ốm lâu cho nên từ bờ hòm như giờ cả tháng rồi đó. Là coi như bà bên ngày bà nấu rồi cái này lành hết rồi đổ ra cái nấu cái khác con ôm. Nói ủa gì và kiểu bà ấy cái thảm nó về đêm mày để dưới mày nằm chứ ổng với bà thức sáng đêm sao chịu nổi. Rồi bữa nay mày lấy cái lò đốt than, đốt củi rồi đốt than để than dưới cho nằm. Giống như những người mà người ta mới sanh xong rồi, phải ấy giờ coi ha. Không biết bệnh gì lạ ngộ gì, không biết làm sao được cái chuyện đó. Dạ. Nhưng mà cái gương mặt của chị này thì cô thấy là nó có khác gì với lại trước đây không cô? Có. Nó khác nhiều cơ. Hồi đó trời nó còn ấy, nó ấy là bây giờ con mặt ấy nó thâm cầm đen ấy, mà nó ốm, ốm quá trời ốm, mà lần đâu có đến đổi gì. Ốm nó nói chung là cũng được bao lâu đâu. Trời, sao cô lại nói vậy? Sao cô lại nói vậy? Tại vì con thấy hiện tại chỉ bình thường mà. Ừ, bình thường gì mà nhiều khi nó trời mấy vừa trước kìa, nó đi không nổi, nó con đi không nổi, cô ba con chỉ có đứng dậy là con đi tắm, mà con không muốn tắm mấy chút nào trời, mà nó lâu ngày quá tắm thì không được, vô là bắt đầu là nó lành rúng rung 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 muốn té không. Cô cho con hỏi này nè, thường hồi xưa mà ông bà ngày xưa có những cái câu chuyện hồi xưa mà những người mất đi tự nhiên mà sống lại đó, thì người ta nói là cái người khác họ vào này, thì theo cô là cô có nghĩ như vậy không? Ông cái này là không biết nữa, mà thấy nó ngay mà lại thì cũng thấy như bữa họ bình thường chứ. Nhưng mà coi như giả dẻ về mặt mũi nó khác. Nó khác đi. Cái bữa đó trong nó tới được, ủa bữa nay sao con mặt mày thâm đen mà thục chỗ dữ gì? Thì con cũng không biết nữa. Nó tỉnh lại hồi nào cũng không biết nữa. Hồi nó có không biết cái gì, con hôn mê hồi nào không biết. Lúc con nghe một cái chị hàng xóm đây rồi, chị kêu là lúc đó là nghe cái xóm là xóm lại là thấy ông bà khóc quá trời rồi. Thì nói chung là cô tới ở tuốt ở đằng kia. Chắc buổi tối mấy người đây chắc có xóm lại quá. Rồi cách có nhiều khi 2-3 ngày, 3-4 ngày cô mới đi lại đây. Chứ không phải là thường xuyên cô đi lại đây. Nhiều khi có cái gì mình đưa cho thì mình làm, mình hồi thăm này kia cái đó. Vẫn là 700 nhân viên, 850k. Khi cái nhà mà mua 2 hũ mới miễn ship cả nhà nhé.
và mua một hũ thì baby sẽ không miễn ship, cả nhà cũng thông cảm. Thì dạo này cái củ quay đang này càng ngày càng hiếm rồi, khó tìm rồi, cho nên là giá cả sẽ trên lệch rất là nhiều. Vì chấp nhận mình sẽ không lời, nhưng có lời nhưng mà lời rất là ít, để có thể chia sẻ cái vị thuốc này. Đây là củ quay đang, một vị thuốc rất là quý hiếm, thì mình muốn giữ gìn và chia sẻ cái củ này đến cho bà con mà cần. Nói chung là bệnh tật khổ, cái bệnh tật còn khổ hơn cái nghề của nhà, cho nên baby muốn chia sẻ cho cô chú anh chị với một cái giá hợp lý, để cô chú anh chị có một cái sản phẩm chất lượng và cái củ quý hiếm này sử dụng lâu dài. Thì baby sẽ để giá cũ nha cả nhà nhé, 350 viên, 450k, còn hũ mà viên lớn là 750 viên, 850k. Mua một hũ thì lấy ship ở tỉnh 30k, còn ở thành phố Hồ Chí Minh là 25k. Còn nếu mà cả nhà mua hai hũ lớn á thì sẽ miễn phí ship, mua ba hũ nhỏ sẽ miễn phí ship cả nhà nhé. Anh BB nè, cho em hỏi nha, thì cũng có nhiều bà con, hôm trước em có quay video đó, thì có nhiều bà con nói là nhờ bên công ty đến để mà giúp cho chị cái ngải đen ngải chống độc rồi cho chị sử dụng á. Tại vì nghe chị nói là cơ thể chị lúc nào cũng lạnh á, chứ mà lạnh trong xương nữa. Cho nên là bà con mình có sử dụng qua sản phẩm bột ngải đen, bột ngải chống độc rồi, thì bà con nói là khi mà sử dụng vô thì nó giúp cân bằng sức khỏe, thứ nhất là cân bằng sức khỏe, rồi về xương khớp rồi này kia. Thì theo anh á, thì hồi nãy giờ anh nghe chị chia sẻ thì anh thấy nếu mà cái căn bệnh của chị mà sử dụng cái thuốc này thì như thế nào anh BB? Thực ra thì cả nhà cũng phải hiểu nôm na về nó, nguyên lý của nó là đây, cái củ ngải đen cũng được rất nhiều thầy lương y sử dụng đến, và đây là một cái vị thuốc rất là quý hiếm. Khi mà cái củ sản phẩm này, cái củ ngải đen này, nó có một cái tên gọi tiếng Anh, một cái dược tính trong đó để giúp mình ức chế tế bào ung thư phát triển nè, kèm theo đó nó sẽ giúp cho mình là điều hòa khí huyết, lưu thông khí huyết tốt, và những cái nơi mình tắc nghẽn không lưu thông tốt hoặc là bị co bóp cái thành cái chỗ, nói chung là nó giúp mình lưu thông khí huyết tốt nè, và những chỗ mà bị tắc nghẽn mạch máu nó không lưu thông tốt thì nó sẽ đẩy và giúp mình máu huyết lưu thông đều khắp cơ thể. Thì lúc đó cơ thể mình giống như mình hiểu nôm na đơn giản là giống như một cái máy lọc nước vậy. Khi mà chúng ta có một cái máy lọc nước, nước bình thường chúng ta uống thì nó còn chất cặn, chất bẩn, có nhiều cái hợp chất không tốt, thì mình qua máy lọc nước nó hoạt động tốt thì nó sẽ lọc những cái chất độc đào thải ra ngoài. Đó. Vậy là với lại thêm một cái nữa là ăn được ngủ được. Ăn được ngủ được. Chị là hiện tại là giống như là chị là ngủ cũng không được ngon giấc đúng không? Rồi ăn thì ăn cũng không được nữa. Ăn được ít. Dạ. Ăn giống thịt còn sống thôi chứ không có sức khỏe mạnh giống người ta vậy đó. Dạ. Em hy vọng là chị sử dụng cái sản phẩm này khi mà quen thuốc rồi đó thì có một cái kết quả tốt, là hy vọng là chị sẽ có tiến triển tốt hơn á. Tại vì có nhiều bà con á, có nhiều người còn nặng hơn chị nhiều luôn á nha. Nặng hơn chị á là thậm chí là đi không nổi luôn á. Có nhiều người bị tai biến á, những người tai biến là do là cái mạch máu lưu thông không tốt, hoặc là bị giãn tĩnh mạch đi. Thì có nhiều cô chú anh chị bị giãn tĩnh mạch uống cũng hết nè, viêm xoang nè. No rồi chị uống 2 viên, nếu mà mình thấy ổn á thì mình duy trì. Còn nếu mà thấy giống như hôm nào mà chị uống mà sử dụng, tại vì mấy ngày đầu nó hơi giật á, hay là uống 1 viên thôi. Một viên thôi. Nếu mà chị thấy giật á thì chị ngưng cho khỏe rồi qua ngày sau chị uống. Hoặc là em nghĩ là 1 viên thì nó không thành vấn đề gì, chủ yếu là cho nó quen thuốc thôi. Nó quen dần dần thôi, tự nhiên mình thấy mình ăn được, ngủ được, mình tăng lên. Mình thấy mình khỏe, mình tăng lên. Chị uống trước mắt viên, em nghĩ là chị chủ yếu là uống trước mắt viên thôi. Viên rồi cái mình từ từ mình tăng dần lên, khi cảm thấy mình ăn được nè, ngủ được nè. Cơ thể mình nó có triệu chứng là có cái chiều hướng tích cực thì mình sẽ tăng dần dần lên đủ 3 viên. Uống xem sao, hết cái gậu cho em nhé, hết cái gậu cho em, xíu nữa em để lại xuống thôi cho chị. Nói em nghe nào, bây giờ ước muốn của chị như thế nào, chị có thể chia sẻ cho mọi người nghe được không? Thì nói giống lại đó. Nói lại cho em nghe. Mà hết bệnh có sức đi làm giống người ta vậy đó, là mình chăm sóc coi ba mẹ sanh con ra, đặng con coi già, con coi vợ, ba mẹ già coi con thấy khổ. Nằm đây mình khóc hoài, khóc ôm nhớ trong mình
sợ không sống nữa, đi ôm ba mẹ. Nhớ mình còn sống thì mình ôm được, mất đi là lại gặp không được. Nhớ gì đó. Bữa nào mình yếu quá. Cái ảo giác đó. Cái đó gọi ảo giác. Nghĩ nhiều quá. Tưởng tượng. Tưởng tượng. Cái em sợ nhất là khi còn đây mà quân tài nằm bên kia rồi. Ai không sợ quen rồi. Tùy người thôi chứ không phải người dân tộc là vậy đâu. Dạ. Tùy cái hoàn cảnh giờ mình rơi vào á. Dạ. Thì ổng là thợ mộc rồi, ổng quen làm rồi, ổng hết sợ hết gì. Còn người mà không để cái này không tiếp cận. Ta có làm nhưng mà ta đem đi ở chùa. Chỗ chùa hoặc là cái cất chỗ tập kết để chỗ đó. Dạ. Chứ không để tại nhà như vậy không nên. Mà ổng không có sợ, ổng để. Ổng để ổng ngủ gần luôn. Nhưng chị có sợ không? Chị sợ cái ổ bố. Lúc trước cũng sợ nữa. Mình bệnh mình yếu rồi ổng để cái này nữa. Ông kêu là con nào nghĩ là ba ông có ổng trù mình không ta? Không. Hay là không, nhưng mình nghĩ là ba lo. Em cho ổng làm luôn. À, chị đồng ý cho ba làm luôn. Sau đó là như thế nào mà ba quyết định làm? Thì cho ổng làm á, ổng làm. Nó ba hỏi hỏi gì chị? Không có hỏi gì đâu. Ông kêu là giờ ba làm cái sẵn cho con ông tài hả? Nói với ổng ba ơi, con chắc không sống đâu, ba làm đi. Làm cho con ông tài đi. Là đồng ý làm luôn, là ba mới làm. Ông làm. Ông làm xong rồi ông để ở nhà luôn. Có người cũng làm nữa nhưng mà người ta không có để ở nhà, ta đúng để rồi. Ở chùa. Đúng rồi. Tại ông quen mà ông thở mộc ông quen làm nhiều rồi hết sợ luôn. Mà lúc trước em yếu cũng sợ nữa, bây giờ quen. Quen. Rồi vô nhìn lên, ui. Cái quan tài chuẩn bị cái nhà của mình rồi đấy. Có người, nhiều người, người ta có làm mà người ta để chùa mà ông sợ. Dạ. Thì thôi em cũng xin chúc chị sẽ sớm bình phục. Hy vọng rằng sản phẩm nhà em có thể mang lại một chị dục chút gì đó gọi là tia hy vọng. Dạ. Giúp chị cải thiện lại sức khỏe. Vậy có gì cái gì cứ gọi cho em. Em theo sát cái tình trạng sức khỏe của chị nha. À, cả nhà cơ chị, nếu mà anh để số điện thoại nếu mà em số điện thoại có chờ luôn hộp thuốc của chị. À sẵn tiện đây baby cũng xin anh Trung cũng nên xác minh cái số điện thoại để cô chú anh chị sợ hàng giả hàng cái chất lượng cả nhà. Em uống vô nó sao thì em nói đúng rồi. Thì bên sản phẩm của Thiện Đính Bảo là có tem chống hàng giả nè, có số điện thoại công ty. Còn về phía đại lý thì bên riêng phần em, công đại lý của em thì có một cái tem. Nên em dán trên cái hộp có số điện thoại và kênh YouTube em trên đó luôn. Nên là bà con mua là an tâm. Và số điện thoại của em là có ghim trên màn hình 0944223585. Dạ. Dạ đúng rồi, cái này đó. Là có gì theo sát em gọi cho em để em biết tình hình sức khỏe chị. Xíu nữa em ghi số riêng của em nữa. Nha. Đó, cả nhà thì cả nhà thấy bệnh của chị như thế nào thì Bibi hiện tại Bibi đến đây và nghe chị kể chuyện về cái căn bệnh của chị thì Bibi hình dung và tưởng tượng rằng là ôi sao chỉ là suy nhược cơ thể thôi mà chị phải nặng nề là phải ôm nước trong người vậy suốt 6 tháng nay chị hả? Yeah. 6 tháng nay là chị ôm nước sâu để chị sinh sống thì không biết cả nhà biết căn bệnh như thế nào hãy lại bình luận phía dưới và đóng góp ý kiến để Bibi có thể là giúp gia đình sớm có ngày bình phục để cho chị trở lại với cuộc sống bình thường đi làm kiếm tiền nuôi cha mẹ. Cảm ơn cả nhà đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.